Câu 33. Một hộp chứa 15 quả cầu, gồm 6 quả cầu đỏ được đánh số từ 1 đến 6 và 9 quả cầu màu xanh đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên 2 quả. Tính xác suất để lấy được 2 quả khác màu và đồng thời tổng hai số ghi trên chúng là số chẵn. Trước tiên ta ký hiệu A là biến cố, lấy được 2 quả khác màu và tổng hai số ghi trên chúng là số chẵn. Ta có xác suất của biến cố A được xác định theo công thức PA bằng NA chia N omega. Lấy ra 2 quả trong số 15 quả nên N omega bằng C2 của 15. Tiếp theo tính NA. Nếu quả màu đỏ ghi số lẻ, tức là có 3 khả năng, thì quả màu xanh phải ghi số lẻ, tức là có 5 khả năng. Trường hợp thứ hai, nếu quả màu đỏ ghi số chẵn thì quả màu xanh có 4 khả năng. Như vậy có tất cả 3 x 5 cộng 3 x 4 bằng 27. Do đó PA bằng 27 chia C2 của 15 bằng 9/35.